mời mọi người cùng thưởng thức nghe. Bưởi năm nay thấy cái rọt năm vàng mà do ăn giòn rất ngọt, rất là thơm nhá. Cái chất lượng đấy là rất là đảm bảo. Về cái khoa học kỹ thuật được ứng dụng rất là tốt đối với bà con nhân dân, các hội viên nông dân sản xuất tại Hương Khê. Thì năm nay bưởi là chất lượng bưởi rất là tốt. Rất ngon. Tuyệt vời nhá. Vị ngọt, rất ngọt, có một tí gọi là vị thanh. Vị thanh thanh ấy. Rất là thơm ngon ngon. Đặc trưng của bưởi Phúc Trạch đây. Thưa quý vị, là vì bưởi ở Phúc Trạch nó rất là đặc biệt, và cái vị này là vị riêng của nó, và không có một cái vùng bưởi nào mà có được cái vị đặc biệt như thế này. Và ở miền Nam thì có bưởi Năm Roi, ở ngoài miền Bắc thì có bưởi Diện, và tại Hà Tĩnh thì có bưởi Phúc Trạch. Và mọi người hãy một lần về với Phúc Trạch để thưởng thức những cái sản vật của quê hương Hà Tĩnh. Rất ngon, rất đặc sản nhé. Mời mọi người thưởng thức. Thường vụ hội nông dân trong cái thời gian vừa qua là tăng cường hướng về cơ sở để khảo sát nắm cái tình hình về sản xuất bưởi trong cái năm qua như thế nào, đồng thời hướng dẫn bà con nhân dân chăm sóc, ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật để vào vận dụng vào cái cây bưởi. Thì chúng tôi thấy là năm nay cây bưởi á, là cái số cái khối lượng là năm nay cũng giống như năm ngoái, cũng rất là lớn, và cái chất lượng quả thì chất lượng rất là tốt, và ăn thì mũi giòn, ngọt và đều. Quả là năm nay thấy rất đều, rất đẹp. Mong rằng bà con nhân dân cả nước ủng hộ. Đấy là cái bưởi Phúc Trạch đặc sản của Hương Khê. Đấy là cái món ăn, là cái thương hiệu đặc sản của Hương Khê. Thì mong rằng tất cả các mọi người trên cả nước cũng như nước ngoài cùng hướng về cái món bưởi đặc sản của Hương Trạch, Hương Khê, Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh. Chúng tôi đang có mặt tại vườn bưởi của anh Nguyễn Xuân Xoán ở xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, là một trong những hộ có diện tích trang trại lớn trong bưởi Phúc Trạch tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Và với 500 gốc, sản lượng dự kiến năm nay sẽ là hơn 15 tấn. Chất lượng bưởi năm nay được đánh giá là ngon hơn những năm trước, và với cái cách chăm sóc rất là tỉ mỉ và quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, thì hiện nay gia đình anh đang háo hức chờ đợi một mùa thu hoạch thật là bội thu. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng tham quan thực tế vườn bưởi và đánh giá chất lượng bưởi năm nay như thế nào nhé.